chào cả nhà. Ngày hôm nay mình sẽ đi tàu điện MRT, tàu điện dưới đất đi ra nhà thờ Thánh Gioan Tông Đồ ở Trạc Tu Trạc, gần Trạc Tu Trạc, cách trạm tàu điện Trạc Tu Trạc một trạm. Và xin mời mọi người theo chân mình để đến nhà thờ Thánh Gioan Tông Đồ Lạc Rao Trạc Tu Trạc. Cô Hổ Vô Thiên. Bây giờ mình đi kiếm đường băng qua. Đi tàu điện là mình phải tập nhìn cái bảng hướng dẫn này. Hướng dẫn là mình đi từ đâu, đi đâu ngược lại với chặn nào. Phải dùng thêm chị Google Map nữa. Chị Google sẽ hướng dẫn chúng ta đi tất tần tật. Cô Hổ Vô Thiên. Samson University, trường đại học Thánh Gioan. Sẽ đi theo hướng dẫn Sit-Tru nha các bạn. Rồi, let's go. Bước ra chặng tàu là đã thấy tháp chuông của nhà thờ và tên San John Church. Mà đường đi vô thì kiếm chưa ra. Hình như hàng bọc bên này. Tới nhà thờ Thánh Gioan Tông Đồ.
bức tượng Ấn Doan Tông Đồ đẹp quá. San Jun Church. Đức mẹ Lộ Đức đẹp quá. Ôi 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 đẹp quá. Mắt mẹ đẹp, đẹp. Phúc sắc. Đẹp đấy. Thờ xây bằng gạch đỏ, ốp gạch đỏ và các chân phiến này nếu mình bước vào trong rất đẹp lắm. Thì ra là 14.000 đánh giá, mình muốn đánh giá bằng chân phiến. Thứ ba, nơi thứ tư, bốn góc, ba góc, mỗi nơi là bốn nơi, thứ năm là ông Thánh Simon gặp đỡ thánh giá nè, thứ sáu và thánh Veronica nè, thứ bảy có lẽ là thứ hai.
sang vô trước. Thứ tám Chúa yên ủi. Con cái thành Jerusalem. Thứ chín sẽ xuống một lần thứ hai, thứ ba, thứ mười quân giữ lột áo. Tháp chuông nhà thờ, dưới chân tháp chuông là các đài Đức Mẹ. Năm năm mẫu Đức Mẹ, năm thánh danh Đức Mẹ. Rồi đây Chúa chịu đóng đinh. Chúa sinh thì tăng xác cao năm. Trước cổng nhà thờ là một cái chung cư rất lớn, nhà thờ cũng tương đối nhỏ xinh. Có góc mà để cầu nguyện. Trên vô clip của mình hôm nay review nhà thờ Thánh Gioan tới đây kết thúc. Mình sẽ tiếp tục hành trình của mình, không biết là đi tới đâu nữa đây. Mình review thêm giờ lễ của nhà thờ các giáng trước cổng. Thứ hai, thứ sáu, 7 giờ. Thứ bảy, 7 giờ sáng. Thứ bảy, 7 giờ sáng, 16 giờ. Chủ nhật, 7 giờ, 9 giờ, 11 giờ lễ tiếng Anh, 18 giờ. Theo dõi trên trang fanpage Joan Church. Sau khi đi bộ từ cuối nhà thờ đi ra là đại lộ lớn thì trường đại học Thánh Gioan nằm cách nhà thờ khoảng 300-400 mét. Kế bên là cao ốc chung cư The Sand. Đứng ở trên cầu đi bộ qua công viên Trạc Tu Trạc. Đường xá Bangkok á, ở Lua Tà Le, không biết đường đâu mà đi. Nếu không có chỉ Google chỉ dẫn chắc chết. Đây, đứng trên đây cũng nhìn thấy nhà thờ này, nó có tháp chuông. Chỉ có đi tàu điện là dễ đi nhất. Tới đây là dễ kiếm, chứ các bạn mà đi phương tiện khác là không kiếm ga đâu nhé. Cứ chạy
chạy vù 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 vù